Mong muốn trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm ngành Ngữ văn hoặc Quản trị kinh doanh, em Võ Sĩ Hiếu, trường Trung học phổ thông Thái Lão Hưng Nguyên thực hiện xét tuyển đại học theo hai phương thức: xét tuyển bằng kết quả học bậc phổ thông và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bây giờ là còn hơn 20 ngày nữa thì cách học thì mình sẽ bố trí thời gian biểu hợp lý. Buổi sáng thì mình luyện đề, còn các thời gian trong ngày thì mình có thể học thuộc hoặc là luyện đề khác. Nỗi lo của các sĩ tử năm nay nhân lên khi nhiều trường đại học top đầu thông báo giảm chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tăng chỉ tiêu xét tuyển theo các phương thức khác như xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Bởi thế, thời điểm nước rút này, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, các sĩ tử đều tận dụng triệt để thời gian cho việc ôn luyện. Giai đoạn nước rút này thì con chủ yếu luyện đề và phát hiện ra những chỗ nào là mình đang còn kiến thức chưa được chắc chắn hoặc là cần phải trau dồi thêm thì con sẽ tự học. Đối với khối C thì nó khác với khối A, nó phải hiểu trong sách vở và đời sống. Ngoài việc học ở lớp ra thì có thể đi học thêm và có thể học ở nhà tự mình rèn luyện. Cháu đoán thì điểm năm nay sẽ cao, có thể là cao hơn năm trước. Bởi vì có rất nhiều các anh chị thi lại, mà những người thi lại đó thì thường là những người học sẽ giỏi, khá áp lực cho bọn cháu. Để các học trò có một kiến thức vững chắc nhất, những ngày này, nhiều trường học, thầy trò vẫn miệt mài. Cô giáo Nguyễn Thị Mai Loan, giáo viên dạy môn ngữ văn cho biết, trong cuộc đời đi dạy, đây là lứa học trò chịu thiệt thòi nhất. Các em gần như sống trọn trong mùa dịch của cả 3 năm. Hiểu được tâm trạng, suy nghĩ của học trò, bằng cách này hay cách khác, cô cũng dồn sức để bù đắp những kiến thức mà các em còn thiếu. Mỗi một đề thi thì chúng tôi cũng đã khai thác cho các em cả cấu trúc của 3 phần, vừa có sự tiếp nối cả cái đề cũ nhưng mà cũng có những cái hướng khai thác mới để các em mà nắm được kiến thức, đặc biệt là câu nghị luận xã hội thì để các em có được những cái tư duy, có được những cái kiến thức nó vận dụng trong cái thời đại mới. Ngay sau khi kết thúc chương trình, hiện nay các nhà trường cũng đã điều chỉnh lại việc ôn tập cho phù hợp với đối tượng học sinh. Thì những cái lớp mà dạy đại trà thì số buổi hơn và sẽ hướng tới cái phần chủ yếu là đặt chỉ tiêu cho các em là làm ở mức 30 câu đổ lại trên 40 câu toàn bộ chương trình. Còn cái phần với lớp mà ôn thi đại học á, các em hướng tới là để vào các trường đại học, nguyện vọng vào các trường đại học thì sẽ dạy cái phần vận dụng và vận dụng cao nhiều hơn cho các em. Điểm mới trong xét tuyển đại học năm nay, thí sinh không phải đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng cùng thời điểm với đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc đăng ký chỉ thực hiện sau khi đã có điểm thi tốt nghiệp. Đặc biệt, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã khẳng định nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông và chủ yếu ở lớp 12, không ra vào nội dung kiến thức đã được tinh giản sau các lần giảm tải. Thế nhưng các sĩ tử ở Nghệ An vẫn miệt mài chạy đua với thời gian với một quyết tâm cao nhất.